Chào mừng các em đến với chương trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 do báo Thanh Niên tổ chức. Thầy tên là Thanh Bình, hiện đang giảng dạy môn sinh học tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn mang chuyên đề thứ tư, cách xác định số loại kiểu gen tối đa của cơ thể lưỡng bội. Thầy xét 2N là 8 và có 4 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Đây là cặp XX như trên màn hình em thấy. Trên một cặp nhiễm sắc thể thường, hãy xét một locus có hai allele là A lớn và A nhỏ. Thì lúc này số loại kiểu gen tạo ra tối đa sẽ là 3, đó là A lớn và A nhỏ nhỏ, đó là kiểu gen đồng hợp, còn A lớn A nhỏ là kiểu gen dị hợp. Và mở rộng ra, nếu như một locus có N allele trên nhiễm sắc thể thường, thì số loại kiểu gen đồng hợp sẽ là N. Còn kiểu gen dị hợp, hãy chỉ cần chọn ngẫu nhiên hai allele trong N allele này không theo trật tự, tức là tổ hợp chập 2 của N thì sẽ được số loại kiểu gen dị hợp. Và nếu như thầy xét thêm một locus khác như là B lớn B nhỏ, thì lúc này để tính số loại kiểu gen trên cặp nhiễm sắc thể số 1 này thì chúng ta cũng tính thông qua số loại giao tử. Để tính số loại giao tử thì như chuyên đề số 3 thầy từng hướng dẫn cho các em, mấy em chỉ cần nhân số lượng allele của các locus gen trên cùng một cặp nhiễm sắc thể lại với nhau thì chúng ta sẽ suy ra được số loại giao tử. Và số loại giao tử đó chúng ta sẽ áp dụng công thức như trên, đó chính là N cộng cho tổ hợp chập 2 của N. Cụ thể trong trường hợp này, A có 2 allele, B có 2 allele cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường, cho nên số loại giao tử sẽ là 2 nhân 2 là 4, cho nên số loại kiểu gen sẽ là 4 cộng cho tổ hợp chập 2 của 4. Đó là trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Nếu như trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X thì sao? Tri thức và khí chất đều có thể song hành. Thế hệ mới gạch bỏ giới hạn, khai phá tiềm năng, viết nên điều khác biệt, thêm khí chất để tri thức lan tỏa thành nguồn cảm hứng, biến tri thức thành sức mạnh để thổi bừng lên khí chất. Tri thức song hành cùng khí chất, viết nên bản lĩnh thời đại. Thiên Long tỏa tri thức bừng khí chất. Nhiễm sắc thể X là nhiễm sắc thể giới tính. Ngoài nhiễm sắc thể X ra thì còn có nhiễm sắc thể Y, gọi là nhiễm sắc thể giới tính bởi vì trên nhiễm sắc thể này mang gen quy định giới tính, ngoài ra còn có các gen quy định tính trạng khác. Trên cặp nhiễm sắc thể X và Y thì sẽ có những vùng tương đồng và những vùng không tương đồng. Những vùng tương đồng là những vùng ký hiệu màu vàng ở trên màn hình mấy em thấy. Còn vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể X là ký hiệu màu đỏ như trên màn hình mấy em thấy, còn không tương đồng của nhiễm sắc thể Y là ký hiệu màu xanh dương. Vùng không tương đồng sẽ mang các gen đặc trưng cho từng nhiễm sắc thể, tức là ví dụ như vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X thì chỉ có chiếc X có mà thôi, còn trên nhiễm sắc thể Y thì sẽ không có các gen đó. Bây giờ thầy xét trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X và thầy xét một locus có hai allele là D lớn và D nhỏ. Để xác định số loại kiểu gen, chúng ta cũng tính thông qua số loại giao tử mà thôi. Thì trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X này, xét một gen có hai allele là A lớn và A nhỏ, thì số loại giao tử X sẽ là 2, đó là XY lớn và XY nhỏ. Số loại kiểu gen XX là cặp tương đồng, cho nên chúng ta áp dụng công thức giống như là cặp nhiễm sắc thể thường lúc nãy, tức là sẽ là 2 cộng cho tổ hợp chập 2 của 2 là 3. Số loại giao tử Y là 1, đó là chỉ nhiễm sắc thể Y mà thôi,
Bởi vì gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, cho nên sẽ không có allele tương ứng trên Y. Vì vậy, số loại gia tử Y chỉ là một, đó là Y. Số loại của gen XY sẽ bằng số loại gia tử X nhân cho số loại gia tử Y. Cụ thể trong trường hợp này sẽ là 2 nhân 1 là 2. Và chúng ta cộng lại thì ra được tổng số loại của gen trong trường hợp này là 5. Mở rộng hơn, nếu như thầy xét một locus có N allele trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, thì cũng tương tự như vậy. Số loại gia tử X sẽ là N, số loại gia tử Y sẽ là 1, và số loại của gen XX sẽ là N đồng hợp cộng cho tổ hợp chập 2 của N. Số loại của gen XY thì sẽ bằng số loại gia tử X nhân cho số loại gia tử Y, tức là N nhân cho 1 là bằng N. Và tổng kiểu gen thì chúng ta cộng lại mà thôi. Bây giờ thầy xét gen trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y. Bây giờ thầy xét một gen có hai allele là dê lớn, dê nhỏ trên vùng tương đồng. Gọi là vùng tương đồng là bởi vì nếu như nó có trên X thì cũng sẽ có trên Y và ngược lại. Số loại gia tử X sẽ là 2, đó là X dê lớn và X dê nhỏ. Số loại của gen XX chúng ta tính như bình thường thì sẽ là 3. Nhưng lúc này số loại gia tử Y sẽ là 2 bởi vì gen nằm trên vùng tương đồng, tức là có trên X thì cũng sẽ có trên Y. Cho nên số loại gia tử Y sẽ là 2, đó là Y dê lớn và Y dê nhỏ. Số loại của gen XY sẽ bằng số loại gia tử X nhân cho số loại gia tử Y. Cụ thể ở đây sẽ là 2 x 2 là 4 loại. Và chúng ta cộng lại thì sẽ ra được 7 loại của gen trong trường hợp này. Cũng tương tự như vậy. Bây giờ thầy xét một locus có N allele trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y. Thì lúc đó số loại gia tử X sẽ là N. Số loại gia tử Y cũng sẽ là N. Số loại của gen XX sẽ là N đồng hợp cộng cho tổ hợp chập 2 của N, đó là số loại của gen dị hợp. Và số loại của gen XY sẽ bằng số loại gia tử X nhân cho số loại gia tử Y, tức là bằng N nhân cho N bằng N bình phương. Và số loại của gen khi mà xét đồng thời cái cặp XX và cặp XY thì chúng ta cộng lại. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y thì chúng ta cũng lập luận tương tự như vậy. Số loại gia tử Y sẽ là 2. Số loại gia tử X chỉ là 1, đó là chiếc X. Số loại của gen XX là 1. Số loại của gen XY sẽ là 2. Và mở rộng ra chúng ta cũng có công thức như trên màn hình. Bây giờ thầy hướng dẫn em cách hình thành công thức về số phép Lie tối đa. Thầy gọi K là số loại của gen tối đa có thể được hình thành từ một cặp nhiễm sắc thể. Nếu như cặp nhiễm sắc thể này là cặp nhiễm sắc thể thường, thì ở K loại của gen này, thì số loại của gen tối đa này, công thức sẽ là N cộng cho tổ hợp chập 2 của N, giống như là công thức hồi nãy thầy đã hướng dẫn em hình thành. Thì trong K loại của gen này, số phép Lie tối đa sẽ có K trường hợp, đó là Lie giữa hai cơ thể có kiểu gen giống nhau. Còn Lie giữa hai cơ thể có kiểu gen khác nhau thì sẽ là tổ hợp chập 2 của K. Và trong công thức này là chúng ta không quan tâm đến vai trò của bố và mẹ trong mỗi phép Lie. Tức là chúng ta không xét đến phép Lie thuận nghịch ở đây. Thì số phép Lie tối đa sẽ là K cộng cho tổ hợp chập 2 của K. Nếu như gen trên vùng không tương đồng của X, ở vùng tương đồng của X và Y và ở vùng không tương đồng của Y, thì số loại của gen tối đa như là công thức như trên màn hình mấy anh thấy. Và nếu đề yêu cầu mấy anh tính số phép Lie tối đa thì chúng ta sẽ áp dụng công thức. Đó là bằng số loại kiểu gen XY nhân cho số loại của gen XX. Số loại của gen XY và số loại của gen XX thầy đã hướng dẫn em hình thành công thức, thì chúng ta chỉ cần nhân lại thì sẽ ra được số phép Lie tối đa. Bây giờ thầy sẽ sửa một số câu trong đề thi. Đây là đề chính thức năm 2020. Một quần thể thú ngẫu phối xét 4 gen. Gen 1 và gen 2 cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Gen 3 và gen 4
cùng nằm ở vùng không tương đồng cho nhiễm sắc thể X. Cho biết quần thể này có tối đa 6 loại giao tử thuộc gen 1 và gen 2, tối đa 5 loại tinh trùng thuộc gen 3 và gen 4, trong đó có cả tinh trùng mang nhiễm sắc thể X và tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y. Theo lý thuyết, có tối đa bao nhiêu loại cử gen về các gen đang xét? Bây giờ thầy vẽ ra cho mấy em dễ hình dung. Trên cặp nhiễm sắc thể thường, xét hai locus 1 và 2. Đề không cho mình số lượng allele của hai locus này, nhưng đề cho dễ hơn là cho mình số loại giao tử. Như công thức hồi nãy thầy đã nói, N chính là số loại giao tử, cho nên chúng ta áp dụng thẳng công thức là N cộng cho tổ hợp chập 2 của N. Ở đây cho mình 6 loại giao tử, cho nên sẽ là 6 cộng cho tổ hợp chập 2 của 6, là ra được 21 loại kiểu gen trên cặp nhiễm sắc thể thường này. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, xét gen 3 và gen 4. Và đề cũng không cho mình biết số lượng allele của hai gen này, nhưng đề cho mình biết là số loại tinh trùng, đó chính là số loại giao tử đó, thì bao gồm tinh trùng mang nhiễm sắc thể X và tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y là 5. Bởi vì gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, cho nên số loại tinh trùng Y là 1. Vì vậy, số loại tinh trùng X sẽ là 5 trừ 1 là 4. Cho nên chúng ta đã suy ra được số loại giao tử X và số loại giao tử Y, và chúng ta áp dụng công thức như bình thường lúc nãy mà chúng ta làm. Vì vậy, cặp XX sẽ có số loại kiểu gen là 4 cộng cho tổ hợp chập 2 của 4 là bằng 10. Ở cặp XY, số loại kiểu gen sẽ là 4 x 1 là 4. Và xét đồng thời với cặp nhiễm sắc thể thường, thì số loại kiểu gen XX sẽ là 14, đó là tổng kiểu gen XX cộng XY nhân cho 21 là 294 loại kiểu gen. Đáp án sẽ là câu B. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu tự hào kiến tạo một nền học vấn tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu, năng động và sáng tạo, nơi hun đúc tâm hồn Việt và trí tuệ thế giới. Học tiếp bậc đại học tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoặc tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tất cả trong tầm tay bạn. Bây giờ thầy qua ví dụ kế tiếp là đề thi chính thức năm 2022. Ở một loài động vật, xét hai gen phân ly độc lập. Mỗi gen quy định một tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn và cả hai gen đều biểu hiện ở cả hai giới. Cho biết ở loài này có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và XY và đề cho tiếp mình các thông tin như vậy. Bây giờ chúng ta cùng phân tích các thông tin đề cho. Đề cho mình biết là hai gen này đều biểu hiện ở cả hai giới và hai gen này là phân ly độc lập, cho nên hai gen có thể nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau hoặc là một gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường, gen còn lại nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X hoặc là nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y, bởi vì gen biểu hiện ở cả hai giới cho nên có hai trường hợp như vậy. Nếu không xét tính đực và tính cái, thì quần thể có tối đa 6 loại kiểu hình về hai gen này. Đề cho mình biết là các allele trội là trội hoàn toàn và một gen quy định một tính trạng. Vì vậy, một allele sẽ quy định nên một loại kiểu hình. Đề cho mình biết là có tối đa 6 loại kiểu hình. Như vậy chúng ta sẽ suy ra là có 6 allele và hai gen này phân ly độc lập. Cho nên 6 thì sẽ bằng là 6 x 1 hay là sẽ bằng 2 nhân cho 3. Cho nên chúng ta sẽ suy ra được gen 1 có 6 allele, gen 2 có 1 allele hoặc là ngược lại. Hoặc là gen 1 có 3 allele, gen 2 có 2 allele hoặc là ngược lại. Và thông tin kế tiếp để cho mình là số loại của gen ở dưới đực gấp 2 lần số loại của gen ở dưới cái. Ở đây đề chỉ nói là loài này có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và XY mà không biết là giới đực là XX hay là XY. Cho nên chúng ta cần phải xác định giới đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính là gì. Và từ thông tin đề cho, số loại kiểu gen ở giới đực gấp 2 lần số loại kiểu gen của giới cái. Chúng ta sẽ dựa vào công thức của gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X
hay xe nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y, chúng ta có 4 con số, đó là 6, 1, 3, 2. Chúng ta thế vào công thức, trường hợp nào số loại của gen gấp đôi so với số loại của gen còn lại, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận trường hợp đó. Cụ thể, chúng ta sẽ nhìn lại công thức. Trên vùng không tương đồng của sắc thể X, số loại của gen XY là N, XX là như vậy. Trên vùng tương đồng của X và Y, như trên màn hình mà em đã thấy. Bây giờ mình có 4 con số, đó là 6, 1, 3, 2. Mình thế vào. Trong trường hợp nào mà cho ra được số loại của gen gấp đôi, thì mình sẽ nhận trường hợp đó. Đây là một kiểu bài tập điển hình của 10 câu cuối trong đề thi trung học phổ thông. Tức là đề sẽ cho mình nhiều trường hợp. Và một trong những trường hợp này sẽ cho ra kết quả đúng. Cho nên chúng ta sẽ thử trường hợp nào cho ra kết quả đúng thì chúng ta sẽ giải tiếp. Chúng ta sẽ kiểm tra các phát biểu của đề thi. Ở đây mình có thể thế số ngẫu nhiên. Ví dụ như thầy thế là 2 trên vùng không tương đồng của X. Thì lúc đó chúng ta sẽ có N là 2. Số loại của gen XX sẽ là 2 cộng cho C22 là 3. Thì lúc đó sẽ không thỏa mãn được số loại của gen gấp đôi. Hay giả sử thầy thế là 3. Thì lúc đó số loại của gen XY sẽ là 3. Số loại của gen XX sẽ là 3 cộng cho C23 là 6. Như vậy đã thỏa mãn số loại của gen gấp đôi. Và nếu như em may mắn em thế số chỉ cần 1-2 lần mà ra được đúng như thông tin đề cho, thì chúng ta chỉ cần dựa vào kết quả đó chúng ta làm tiếp. Còn nếu không thì chúng ta phải thử hết các trường hợp có thể xảy ra. Và ở đây thầy đã thử N bằng 3, thấy thỏa mãn số loại của gen gấp đôi. Cho nên từ đây suy ra là một gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, và gen đó có 3 allele. Gen còn lại do phân ly độc lập cho nên sẽ nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường, và gen đó có 2 allele. 3 x 2 thì sẽ ra được 6 loại kiểu hình. Và ở đây số loại của gen XY là 3, số loại của gen XX là 1. Xin lỗi, số loại của gen XX là 6. Cho nên số loại của gen XX đã gấp đôi so với số loại của gen XY. Và theo thông tin đề cho, số loại của gen ở giấy đực gấp 2 lần số loại của gen của giấy cái. Cho nên từ đó suy ra giấy đực sẽ có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX, giấy cái sẽ có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY. Như vậy, sau khi thế 4 số này vào hai trường hợp, đó là gen trên vùng không tương đồng của X hoặc là gen trên vùng tương đồng của X và Y, thì thầy đã suy ra được hai gen này. Đó là một gen có 2 len trên nhiễm sắc thể thường và một gen có 3 len trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Con đực là XX và con cái là XY. Bây giờ chúng ta cùng phân tích 4 phát biểu của đề. Câu A. Trong quần thể này, số loại giao tử cái nhiều hơn số loại giao tử đực. Trên nhiễm sắc, trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, một gen có 3 len. Cho nên số loại giao tử X sẽ là 3, số loại giao tử Y là 1. Và chúng ta đã biết con đực là XX, cho nên con đực chỉ cho ra giao tử X là 3, con cái là XY. Cho nên con cái sẽ cho ra giao tử X và cả giao tử Y, cho nên tổng giao tử là 4. Vì vậy, số loại giao tử cái nhiều hơn số loại giao tử đực là đúng, cho nên đáp án đúng là ngay ở câu A này. Ngay ở câu A. Đi thi, nếu mà các em gặp đáp án đúng ngay ở câu A thì chúng ta chọn ngay đáp án đó và chúng ta giải tiếp câu kế tiếp. Nhưng ở đây thầy sẽ hướng dẫn em làm 3 câu còn lại. Trong quần thể có tối đa 378 phép lai về hai gen trên. Bởi vì có gen nằm trên X, cho nên để xác định số phép lai thì chúng ta sẽ xác định số loại kiểu gen của cơ thể XX và số loại của gen của cơ thể XY. Gen trên nhiễm sắc thể thường có 2 len, cho nên sẽ cho ra được 2 loại giao tử. Và số loại kiểu gen trên cặp nhiễm sắc thể thường này sẽ là 3. Số loại giao tử X là 3, cho nên sẽ tạo ra 6 loại kiểu gen XX, tức là 3 cộng cho tổ hợp chập 2 của 3. Số loại kiểu gen XY sẽ là 3 nhân cho 1 là 3. Vì vậy, xét luôn cặp nhiễm sắc thể thường thì số loại của gen XX sẽ là 3 nhân cho 6 là 18 loại của gen.
Và số loài cửu sen XY xét luôn cặp nhiễm sắc thể thường thì sẽ là 3 x 3 là 9 loài cửu sen. Và số phép lai tối đa sẽ là 18 x cho 9 là 162 phép lai. Cho nên câu B là chưa chính xác. Câu C, hai sen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau là sai. Một có thể giảm phân tạo ra tối đa 8 loại giao tử về hai sen trên là sai. Một cơ thể giảm phân chỉ tạo ra tối đa 4 loại giao tử mà thôi, bởi vì đó là trường hợp mang cả hai cặp dị hợp. Cặp dị hợp ở cặp nhiễm sắc thể thường thì cho ra hai loại giao tử. Cặp dị hợp trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X của cơ thể XX hoặc là cơ thể XY sẽ cho mình mỗi một cá thể chỉ cho mình được 4 loại giao tử mà thôi. Cho nên câu D là sai. Đáp án trong câu này là câu A. Đây là các trường hợp xác định số loại cửu sen trên một cặp nhiễm sắc thể. Đây là một dạng bài tập cũng thường xuyên gặp trong đề thi, cho nên các em lưu ý các công thức này. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi. Chúc các em luôn nhiều sức khỏe, ôn tập thật tốt và đạt kết quả như mong muốn trong kỳ thi sắp tới. Chào các em. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học.